Phim Sư Minh Tuệ, tập 10, bí ẩn dưới gầm cầu, tay ôm xô nhựa đi khất thực tại Long An. Trên con đường quốc lộ A từ Khánh Hòa đi vào thành phố Hồ Chí Minh, Sư Minh Tuệ tiếp tục hành trình khất thực của mình. Không ngừng đọc kinh, dẫu cho đêm về, thầy phải dừng chân nghỉ ngơi trong những nghĩa địa hoang vắng. Cả một đời thanh tịnh và đơn sơ, thầy chọn cách sống giữa thiên nhiên và những miền đất lạ. Chỉ mang theo bộ y áo tự tay thầy may từ những miếng vải nhặt được. Mỗi sáng sớm, thầy lại lên đường, đôi chân bền bỉ vượt qua các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận. Sư Minh Tuệ đến Trảng Bom, Đồng Nai vào một buổi chiều nắng nhạt, sau một chặng đường dài độc hành từ miền Trung. Tại đây, thầy gặp được một nhóm YouTuber có duyên với đạo Pháp. Họ xin phép ghi hình và trò chuyện cùng thầy. Cuộc gặp gỡ diễn ra trong sự tôn kính và lòng thành kính của những người trẻ. Họ muốn lưu giữ lại hình ảnh của một vị sư chân tu, người đã từ bỏ tất cả để sống một cuộc đời thanh bần, đơn giản nhưng vô cùng ý nghĩa. Sau buổi trò chuyện, thầy từ biệt những người bạn trẻ và tiếp tục con đường độc hành của mình, tiến thẳng vào miền Tây. Con đường quốc lộ 1A dài và đầy thử thách đưa thầy qua những cánh đồng rộng lớn và những ngôi làng yên bình. Có lúc thầy chọn những con đường nhỏ, len lỏi qua các khu làng ở Bình Dương để tránh sự ồn ào của thành phố lớn. Thầy hiểu rằng mỗi bước chân trên con đường này đều là một bài học, mỗi khúc quanh là một thử thách cho sự kiên trì và nhẫn nại. Khi thầy đến cửa ngõ Sài Gòn, thành phố đông đúc và náo nhiệt hiện ra trước mắt. Nhưng ngay từ những chốt kiểm dịch ở cửa ngõ, thầy biết rằng mình sẽ gặp khó khăn. Dịch bệnh khiến những quy định trở nên nghiêm ngặt hơn và những người không có giấy tờ tùy thân sẽ khó lòng vượt qua. Nhưng thầy không lo lắng. Thầy đã từ bỏ tất cả giấy tờ, rũ bỏ mọi thứ trần tục. Giờ đây, thầy chỉ còn lại tâm hồn thanh tịnh và ý chí sắt đá. Nhưng những thứ ấy lại không thể chứng minh trước pháp luật, đặc biệt là khi đối mặt với sự kiểm tra gắt gao của thời kỳ dịch bệnh. Thầy đứng lặng bên lề đường quốc lộ, ánh mắt nhìn về phía xa thành phố Sài Gòn, nơi những tòa nhà cao tầng ẩn hiện sau lớp sương mờ. Trong tâm trí thầy, Sài Gòn như một giấc mơ thoáng qua, nơi mà nhân duyên có thể không đưa thầy trở lại. Thầy thở dài, nhẹ nhàng tiếp tục bước đi, bước qua những cây cầu, những con đường nhỏ và những ngã rẽ lặng lẽ của cuộc đời. Sư Minh Tuệ hiểu rõ quy luật của nhân duyên, rằng nếu không có sự gặp gỡ trong đời này, thì có níu kéo cũng vô ích. Thầy thở dài nhẹ, tiếp tục bước đi trên con đường quốc lộ, nơi những cây cầu đan xen nhau tạo thành những khung cảnh quen thuộc của vùng đất này. Trời đã xế chiều, thầy đi dưới ánh nắng vàng nhạt, những cây cầu nối liền sông và đường, như những nhịp nối giữa hai thế giới khác biệt. Thầy mong tìm được một nơi nghĩa địa để nghỉ qua đêm, nơi yên tĩnh để thiền định, nhưng không có nơi nào phù hợp. Bất chợt, một cơn gió mát lạnh thổi qua, cuốn theo những cảm xúc xa xăm, dẫn dắt thầy bước xuống dưới chân cầu. Dưới đó, dòng sông lăn tăn gợn sóng, nước trong xanh chảy êm đềm. Thầy cúi xuống, chạm tay vào dòng nước mát rượi, cảm giác như tất cả mệt mỏi những ngày qua đều tan biến theo làn nước ấy. Thầy đưa tay vớt nước lên, nhẹ nhàng áp vào vầng trán, cảm nhận sự thanh thản từ dòng nước mát lành sau 20 ngày chưa được tắm. Dẫu rằng tiết trời mùa thu không còn oi ả, nhưng cái khô hanh và bụi bặm của cuộc hành trình dài vẫn khiến thầy không thể cưỡng lại sức hấp dẫn của dòng nước trong veo này. Giữa khung cảnh quốc lộ tấp nập, với những dòng xe ngược xuôi không ngừng nghỉ, thầy lặng lẽ tìm một chỗ bằng phẳng bên cạnh chân cầu. Với những tấm giấy đựng xi măng mà người ta vứt bỏ, thầy đã tạo ra một nơi để ngồi thiền và nghỉ qua đêm. Trong tiếng động cơ xe cộ rì rào bên tai, thầy ngồi thiền, đọc kinh cầu nguyện từ khi trời tối cho đến nửa đêm. Thầy ngủ lúc nào không hay, nhưng tâm trí vẫn bình yên trong tư thế ngồi thiền từ chập tối hôm trước. Như thường lệ, 4 giờ sáng, thầy tỉnh giấc. Sau khi thu dọn hành lý một cách gọn gàng, với chiếc bình bát là chiếc thùng sơn nhựa, thầy sửa soạn ba y lên thân, chuẩn bị cho hành trình mới. Cái tay nải nhỏ gọn, chứa đựng vài mảnh vải nhặt được từ nghĩa địa ven đường, cùng những vật dụng đơn sơ như kim chỉ, nhíp, kéo và lưỡi dao cạo râu. Tất cả được thu xếp cẩn thận, mang theo bên mình như những vật dụng duy nhất trong cuộc đời hành đạo. Thầy bước ra đường quốc lộ, tiếp tục cuộc hành trình đơn độc về phương Nam, đến Cà Mau. Thời gian như ngừng trôi, tháng ngày từ khi rời xa Nha Trang đã dần mờ nhạt trong trí nhớ, chỉ còn lại những bước chân lặng lẽ trên con đường vô tận, nơi mà mọi điểm đến đều là vô thường. Đi trên đường quốc lộ 1A thuộc địa phận tỉnh Long An thì Tình vô tình nhìn thấy được một nhà sư đang đi du tăng. Dạ thì trên người nhà sư thì có mang pháp phục được đắp y, thì Tình cũng có mời nhà sư vào có đôi lời chia sẻ về cuộc hành trình du tăng của nhà sư. Dạ con chào sư ạ. Con đi đó điểm với mục đích là đi bộ để rèn luyện sức khỏe thôi. Thì đi giống như mọi người ở đời người ta đi bộ marathon đó. Dạ. Người ta có cái để có cái sức khỏe, có cái nghị lực để vừa học tập cho mình đó, chứ không có mục đích gì khác để sống. Cái hành không có chỗ ở nữa, không có chứng nữa, lang thang đây mai đó. Dạ thưa sư, thì con nhìn thấy trên người sư đang mặc là pháp phục được đắp y. Dạ thưa sư, có phải pháp phục được đắp y là những mảnh vải mà những người dân hàng ngày họ không sử dụng nữa, họ vứt ra đường, rồi sư nhặt về, sư tự khâu vá lại, rồi trở thành một bộ pháp phục được đắp y phải không? Dạ, cái áo cà tra bằng vải phục này thì nó không có cái gì quý giá cả. Giờ ra ngoài đường ai muốn lấy thì cho họ lấy cũng được. Yeah. Tại vì lấy hết cái này thì con lại nhặt cái khác. Yeah. Con lại may cái khác thì rất là nhiều, nên là con cũng không phải lo, mà nó cũng không có quý giá gì cả. Yeah. Toàn vải hôi, cái này vải bẩn, không có ai thèm lấy nữa, ba chê quỷ hờ đấy rồi con mang. Yeah. Nên là con mặc như thế thì con thấy an toàn hơn. Yeah. Nhưng mà cái đồ vàng nhiều khi người ta tưởng là đắt tiền người ta cướp nữa, nên là cái đồ này thì cho họ cướp thời vãi, con cũng không lo. Dạ, thưa sư, thì nãy giờ trò chuyện với sư cũng đã lâu, thì coi như con cũng có duyên với sư. Dạ sư có thể cho con biết được pháp danh của sư được không ạ? Dạ con có cái pháp danh là Thích Minh Tuệ. Dạ thưa sư, thì sư có thể chia sẻ thêm cho con được biết thông tin là trước đây sư xuất gia ở chùa nào hay là ở tỉnh xá nào được không hả sư hen? Trước thì con nói chung ở chùa thì con ở cả chùa với tỉnh xá, nhưng mà thôi con đi như thế này rồi con không có nói chùa nữa. Dạ. Vì khi con đi như thế này rồi nói rồi làm ảnh hưởng tới họ. Dạ. Dạ thưa sư, thì những gì sư đã chia sẻ thông tin cho con thì con cũng được biết là sư đang đi du tăng. Vậy trên đường đi du tăng lần này sư cũng có duyên với con và con cũng có duyên với sư, thì sư có thể chia sẻ cho con một bài thuyết pháp nào thật là hay để con chia sẻ lại cho quý bà con cô bác mà đang xem trên kênh YouTube của Tình Vlog được xem lại những bài thuyết pháp. Học tập thôi, học đạo đức, đi học cái đạo đức với rèn luyện sức khỏe, đi bộ thôi chứ con không có mục đích gì cả. Dạ. Con đi như thế này con cũng không vì mục đích là thuyết pháp giảng đạo gì cả, con chỉ có mong rằng để học tập được cái đạo đức với cái sức khỏe thôi. Cho mình để sống có cái thời gian mình sống như thế này, mình học tập được cái lời dạy của Đức Thế Tôn dạy thôi. Làm tuy là học không hết nhưng mà được một phần nào đó nhỏ nhỏ là cũng được rồi. Dạ. Dạ thì trên đường đi con cũng quan sát sư, con thấy sư không có mang bát mà lại mang một cái thùng. Dạ sư có thể chia sẻ giúp cho con được biết cái thùng này là như thế nào? Cái này là cái hộp sơn con nhặt được ở giữa chỗ kia đi để con đi đựng cái nước với lại đựng cái thức ăn, cái cơm. Vâng, kính thưa quý vị khán thính giả cùng các cô dì chú bác anh chị em thân mến. Trong cái thời kỳ đầy thử thách của đại dịch Covid-19, khi cả nước và cả thế giới đang gồng mình chống lại kẻ thù vô hình, đã xuất hiện một vị thầy, người mà người đời gọi là Đức Phật sống. Sư Minh Tuệ với tấm lòng ung dung và nhẹ nhàng đã bỏ lại mọi thứ phía sau và bắt đầu cuộc hành trình đi bộ từ miền Trung đến tận đất mũi Cà Mau. Trên con đường ấy, sư đã dừng chân tại mảnh đất Long An, nơi mà sư đã có duyên gặp gỡ và chia sẻ với một YouTuber. Sư Minh Tuệ nhẹ nhàng nói, con đi bộ với mục đích là để rèn luyện sức khỏe mà thôi, cũng như người đời người ta chạy marathon đó. Vị YouTuber với tấm lòng cung kính và lễ phép đã hỏi, dạ thưa sư, từ nãy tới giờ trò chuyện với sư cũng đã lâu, thì coi như con cũng có cái duyên với sư. Dạ sư có thể cho con biết được pháp danh của sư không ạ? Sư Minh Tuệ cười nhẹ, giọng nói ngọt ngào, ấm áp. Dạ, pháp danh của con là Thích Minh Tuệ. Từ câu trả lời giản dị ấy, pháp danh Thích Minh Tuệ đã dần lan tỏa trên khắp các nền tảng mạng xã hội. Người đời với sự thân mật và kính mến bắt đầu gọi ngài là Sư Minh Tuệ hay Thầy Minh Tuệ. Không bỏ lỡ cơ hội, vị YouTuber tiếp tục hỏi. Dạ thưa sư, sư có thể chia sẻ thêm cho con biết là trước đây sư đã ở chùa nào hoặc tịnh xá nào không ạ? Với một nụ cười ẩn chứa sự dí dỏm và khiêm tốn, sư Minh Tuệ đáp. Dạ, trước đây con đã từng ở cả chùa và tịnh xá. Nhưng khi con đi xuất gia như thế này, con cũng không nói tới chùa nữa, vì nói ra lại ảnh hưởng tới họ. Một câu trả lời tưởng chừng như đơn giản, nhưng lại ẩn chứa bên trong là một sự khiêm nhường và đạo đức cao siêu mà người nghe phải lắng lòng mới thấu hiểu được. Vị YouTuber mong muốn được nghe sư giảng một bài pháp cao siêu, nhưng sư Minh Tuệ vẫn giữ sự tự nhiên và trả lời. Con đi như thế này là để học tập, rèn luyện sức khỏe, chứ con không có mục đích giảng đạo hay thuyết pháp gì cả. Chủ yếu là con dành thời gian sống như thế này để học tập lời dạy của Đức Thế Tôn. Tuy học không hết, nhưng học một phần nào đó, nho nhỏ cũng là đủ rồi. Lời nói của sư Minh Tuệ, dù đơn giản và bình dị, nhưng lại ẩn chứa sự sâu sắc của một người tu hành thực sự. Người luôn hướng về việc tu dưỡng bản thân và sống đúng với đạo lý của nhà. Quý vị khán thính giả và các bạn thân mến, tập 10 của bộ phim Sư Minh Tuệ mở ra với cảnh dưới một cây cầu cũ trên con đường đến tỉnh Long An. Những ánh nắng yếu ớt len qua các khe hở, chiếu rọi vào bóng dáng một vị sư điềm đạm, tay ôm xô nhựa, chậm rãi tiến từng bước trên con đường đất lấm lem bụi bặm. Đó chính là Sư Minh Tuệ, người mà hành trình khất thực không chỉ là để tìm kiếm bữa ăn, mà còn là cơ hội để rèn luyện tâm hồn, nâng cao đạo đức theo những lời dạy của Đức Thế Tôn. Bên dưới cây cầu này, ít ai ngờ rằng lại ẩn chứa những bí ẩn, những mảnh đời với nhiều câu chuyện chưa được kể. Những người vô gia cư, những mảnh đời cơ cực đã chọn nơi đây làm chốn nương thân. Khi sư Minh Tuệ dừng lại, họ nhìn thấy ở ngài không chỉ là một vị sư, mà còn là một ánh sáng hy vọng, một người lắng nghe và chia sẻ. Cảnh tiếp theo chuyển sang buổi sáng sớm hôm sau. Trên con đường nhỏ cạnh cầu, sư Minh Tuệ tiếp tục hành trình khất thực của mình. Trong mỗi bước chân của ngài là sự kiên nhẫn, là lòng quyết tâm và là sự học hỏi không ngừng. Ngài hiểu rằng không phải ai cũng có thể bỏ hết tất cả để tu hành như ngài, nhưng mỗi người đều có thể học được từ ngài lòng kiên nhẫn, sự dũng cảm và quan trọng nhất là lòng trắc ẩn. Sư Minh Tuệ đi khất thực không chỉ để rèn luyện sức khỏe, mà còn để học tập và thực hành đạo đức theo những lời dạy của Đức Thế Tôn. Sư từng nói, tuy không thể học hết mọi điều, nhưng chỉ cần học được một phần nhỏ nào đó thôi cũng đủ rồi. Câu nói này, với em, không chỉ là lời giảng pháp bình thường, mà là một bài học sâu sắc về sự khiêm nhường và sự cần thiết của việc rèn luyện bản thân. Sư Minh Tuệ cho rằng, chỉ cần học được một phần nhỏ từ Đức Thế Tôn đã là đáng quý. Vậy chúng ta có thể học được gì từ sư Minh Tuệ? Những lời chia sẻ của sư, dù giản dị, chân chất, nhưng khi ngẫm nghĩ sâu xa, ta sẽ thấy chúng ẩn chứa một thông mạnh mẽ về lòng kiên định và sự quyết tâm. Đó là sự an lạc của một tâm hồn đã qua nhiều năm tháng tu hành. Những lời mộc mạc ấy đã lay động bao trái tim, bởi để tu hành như sư Minh Tuệ, người ta phải hội tụ vô số đức tính như dũng cảm, kiên nhẫn, khiêm tốn và thật thà. Sư dạy chúng ta rằng không cần phải rời bỏ nhà cửa hay tìm kiếm sự khổ hạnh ở nơi xa xôi. Chúng ta có thể học hỏi ngay từ sư Minh Tuệ, ngay tại nhà mình, ngay bây giờ. Mỗi khi cầm điện thoại lên xem những cuộc hành trình của sư, chúng ta hiểu rằng không cần phải bỏ nhà ra đi để tìm kiếm hình thức tu hành khổ hạnh như sư. Điều đầu tiên mà chúng ta học được từ sư Minh Tuệ chính là đức tính kiên nhẫn, một đức tính quyết định sự thành công. Con đường tu hành và học tập của sư đã trải qua khổ luyện rất nhiều năm, và chúng ta chỉ cần học được một phần nhỏ xíu của sư đã là đủ đáng trân trọng. Chúng ta cần hiểu rằng không phải thay đổi môi trường xung quanh mình, mà hãy sống thuận theo lẽ tự nhiên. Trong cuộc đời này, nếu có ai đó làm mình khó chịu, hãy tránh đi. Nếu có ai đó đã lỡ hãm hại mình, hãy cố gắng quên đi. Và nếu ai đó đang nợ tiền bạc của mình mà chưa trả, hãy tạm quên. Vấn đề chính là mình phải tự học cách thay đổi bản thân, tạo cho mình thói quen tốt như ăn, ngủ và tập thể dục đúng giờ. Hãy làm những việc nâng cao sức khỏe, hạn chế những thói quen không lành mạnh, và cố gắng tạo ra một tinh thần tích cực, luôn hướng tới những điều tốt đẹp. Khi bản thân thay đổi, môi trường xung quanh cũng sẽ thay đổi. Chúng ta cũng phải hiểu rằng, những tranh cãi hơn thua trên đời này không còn là quan trọng nữa. Đó chỉ là những điều vô nghĩa, vô bổ, chỉ mang lại tinh thần tiêu cực. Khi chúng ta có thể buông bỏ những thứ đó, tự nhiên sẽ hình thành sự khiêm tốn, biết người biết mình, và nhận ra rằng cuộc sống này rất giản dị, dễ sống. Điều quan trọng nữa là khi sư Minh Tuệ xuất hiện, chúng ta mới có cơ hội để chiêm nghiệm, để nhìn lại cuộc sống của mình. Để sống, để thở, để nhận ra rằng sư có thể đi hàng chục cây số mỗi ngày, chỉ ăn một bữa chay buổi sáng và uống vài ngụm nước. Điều này cho thấy rằng vật chất không còn quá quan trọng, tiền bạc cũng không phải mục tiêu của hạnh phúc. Tất cả chỉ là phương tiện và quan trọng nhất là cách chúng ta sử dụng chúng với mục đích gì mà thôi.